Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Heo Rừng Cần Thơ nha. Bữa nay là ngày 6 tháng 9 nha cả nhà, 6 tháng 9 năm 2024. Thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà là cái kinh nghiệm cũng như là cái cách mà để chúng ta chọn được cái heo rừng giống tốt. Cả nhà mình nếu mà có ý định đang nuôi heo rừng thì tham khảo cái clip của mình ha. Heo rừng thì hiện tại trên thị trường á, trên thị trường cả nước nói chung, đồng bằng sông Cửu Long mình ở Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng thì nó sẽ có rất là nhiều cái giống heo rừng. Chứ tại vì heo rừng hiện tại nó lai rất là nhiều rồi nha. Nó có những cái dòng heo rừng Thái, heo rừng Campuchia, rồi heo rừng Việt Nam, rồi heo rừng lai với heo mọi, vân vân và mây mây. Cho nên để mà chúng ta phân biệt được đâu là một cái giống heo rừng tốt, hoặc là làm sao chúng ta để chọn được cái giống heo rừng mà nó có cái chất lượng cao nhất. Tại vì khi mà mình nuôi á, hoặc là mình trồng bất cứ một cái gì thì thiết nghĩ là theo mình thiết nghĩ là cái giống là nó rất là quan trọng nha. Thì chúng ta tìm hiểu, chúng ta chọn cái giống làm sao cho nó chất lượng để mà khi mà chúng ta nuôi á, nó sẽ có cái hiệu quả cao nhất. Thì làm thế nào để phân biệt được cái một con heo rừng mà cái giống chất lượng? Đây là một cái con heo rừng của trang trại mình nè. Đây là một cái con heo rừng giống của trang trại mình. Thì đặc điểm của con heo rừng á, các bạn sẽ thấy rõ ràng nhất á, là đặc điểm của con heo rừng nha, là cái mỏ nó, là cái mỏ của nó dài. Con heo rừng này là gần 3 năm nha cả nhà, con heo rừng này là mình nuôi gần 3 năm nha. Cái mỏ nó dài hình cái quặng, đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai nữa về ngoại hình đó là cái lỗ tai nó nhỏ đó. Còn đặc điểm thứ ba nữa là bốn cái chân đó, là cái móng nó phải đen. Đây, bốn cái móng nó là phải đen. Và đặc điểm thứ tư nữa là nó sẽ có là cái lưng với cái bụng. Các bạn nhìn nhìn đây đây, mình để đây cho các bạn thấy. Cái lưng với cái bụng của nó là phải thẳng, song song, hai cái đường song song với nhau, giữa cái lưng là thẳng, cái bụng thẳng. Còn nếu mà con heo á, mình thấy các bạn thấy không, giống như con heo rừng đực này là gần cả 100 kg, mà thấy cái lưng với cái bụng nó là hai cái hàng thẳng song song. Còn nếu như mà cái lưng với cái bụng của nó mà không phải hai đường thẳng song song là nó lai cái dòng heo mọi, heo rừng lai heo mọi, thì cái dòng nó nuôi lớn càng mở. Còn mình đảm bảo các bạn luôn, ví dụ như con này gần cả 100 kg nhưng mà các bạn là sẽ không thấy được cái mỡ của nó. Đó là tại sao con nó có mỡ, nó không có mỡ, là do cái giống của nó. Nếu mà cái giống tốt thì nó đâu có mỡ. Và đó là ít mỡ, đó là một trong những cái đặc điểm cơ bản nhất của con heo rừng. Tại vì chúng ta nuôi thì chúng ta phải làm sao để cho một cái chất lượng sản phẩm nó tốt nhất, thì nó thể hiện qua là cái giống, cái chất lượng, cái giống nó thể hiện là cái chất lượng của sản phẩm đó. Thì khi chúng ta nuôi lớn nó không có mỡ và cái da nó dày như vậy, đó là cái dòng heo rừng mà chúng ta nên chọn để nuôi. Còn nếu mà heo mọi thì các bạn nuôi lớn chừng nào nó sẽ có mỡ chừng nấy, và mỡ nó rất là nhiều, và mỡ nó nhuyễn, nó béo. Còn cái mỡ của heo rừng nó giòn và ăn nó rất là ngon thơm nha. Còn đặc điểm thứ năm nữa là cái lông bờm của nó. Con heo rừng là nó phải có lông bờm. Cái con này nó rụng lông rồi, nó đang thai lông, cho nên là chúng ta sẽ thấy cái lông bờm nó rất là ngắn. Hồi cuối clip mình sẽ cho các bạn xem một cái con mà lông bờm nó dài. Thì đó, năm cái đặc điểm này, chúng ta dựa vào năm cái đặc điểm này mà chúng ta chọn giống heo rừng để mà chúng ta nuôi cho nó có chất lượng tốt nhất nha. Mình quay kỹ lại cho các bạn xem nè, thấy không? Mình là trang trại cho nên tất nhiên là mình có bán giống rồi đó. Và để chúng ta chọn được cái giống heo nào mà nó chất lượng nhất thì chúng ta phải khi mà con heo lớn chúng ta mới chọn được nha. Còn con heo nhỏ, ngay cả con heo rừng mà lai với con heo mọi á, thì nó vẫn có sọc dưa 10 kg, mười mấy ký, nó vẫn có sọc bình thường, mình không có phân biệt được. Còn khi nào nó lớn lên á thì chúng ta mới phân biệt được đó là nó có lai heo mọi nhiều hay là lai heo mọi ít, hoặc là nó là dòng heo rừng lai máu cao. Còn nhỏ là mình không có phân biệt được. Các bạn nhìn thấy nè, các bạn xem clip nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra nhiều cái clip liên quan đến heo rừng cho các bạn xem. Thì tại sao nó có cái mỏ như vậy? Thì theo tài liệu đó là cái mỏ nó là có hình cái quặng, là nó rất là cứng. Cái mỏ của heo rừng nó rất là cứng, để nó thích hợp cho việc là đào bới và tìm kiếm thức ăn trong môi trường tự nhiên. Cái này là giải thích thêm nha.
tại vì là nó sống hoang dã trong cái môi trường tự nhiên, cho nên là nó có cái mỏ nó là hình cái quặng để cho thích hợp là việc đào bới, nó đào hang hoặc là nó bới lên đặng nó tìm kiếm thức ăn những con sung rồi đó, theo một số tài liệu. Và khi mình chăn nuôi mình vẫn thấy là nó là tài liệu đó là đúng nha. Còn thứ hai nữa là tại sao cái lỗ tai nó nhỏ, cái lỗ tai nó nhỏ là cái con heo rừng á, khi mà các bạn có nuôi rồi hoặc các bạn chưa nuôi, các bạn sẽ thấy một điều là cái lỗ tai con heo rừng rất là thính. Khi chúng ta đi mà cách nhau có tiếng động mà cách nhau khoảng 20-30 mét là nó phát hiện ra liền á. Cái lỗ tai công dụng, cái lỗ tai con heo rừng nó rất là đặc biệt nha. Và cái chân cẳng nó cao và nó rất là nhanh nha, nó rất là nhanh và nhạy bén. Điều này các bạn sẽ không bao giờ thấy trên cái dòng heo mà nó lai nhiều. Nó lai càng nhiều chừng nào thì là nó sẽ chậm chạp chừng nấy, nó sẽ không có nhạy bén chừng nấy. Còn cái con heo rừng này nó rất là nhạy bén, khi chúng ta nuôi nó trong một cái môi trường mà bán hoang dã nó rất là nhạy bén luôn, nó linh hoạt dữ lắm, linh hoạt. Thì đó là một trong những cái đặc tính của con heo rừng. Cái con này là hồi sớm mình thả ra nè, mình thả ra cho nên là nó đi cắm sình đó, thấy không, thấy nguyên cái thấy chân cẳng không, thấy không? Quay gần cho các bạn thấy đó. Xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn nếu các bạn có câu hỏi nào hãy để lại dưới cái dưới comment nha. Mình sẽ cho các bạn, mình rảnh mình sẽ làm clip để mà trả lời cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm của mình với mọi người nha. Đó là năm cái đặc điểm cơ bản về ngoại hình ở bên ngoài mà chúng ta có thể dễ nhận biết được. Đó là cái dòng heo rừng lai máu cao hay là máu thấp, thì căn bản là như vậy. Thấy không, nó có tiếng động cái là bắt đầu là cái nó ngóc đầu lên liền. Rồi chúc mọi người là xem hết clip, cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Chúc cả nhà là gần cuối năm rồi, cả nhà là vui vẻ nha. Còn nếu mà có cái nhu cầu chăn nuôi thì liên hệ alo trực tiếp mình nha, vô thông tin mà kênh của mình có thông tin đầy đủ luôn nha cả nhà.